Chào các bạn, đây là sân vận động, sân tập của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An các bạn. Thấy đứng ở ngoài bờ rào. Đối diện sang bên này là sân Sông Lam, sân thi đấu các cầu thủ. Đây dàn đèn các bạn. Các bạn có đam mê bóng đá không các bạn? Thầy rất đam mê, cũng như kiểu đam mê toán học thôi. Hôm nay không biết có các cầu thủ Sông Lam có tập luyện hay không? À, có các bạn. Đấy, tập. Không biết bằng cái chi đó, có cái cọc là đập chạy chờ các bạn. Đấy là đội tuyển 1 Sông Lam của bạn nhé, tập luyện. Đấy, tập chiến thuật. Tập như vậy các bạn nhé. Cảm ơn, chào các bạn.